con, ba rùa con đó. Quên. Alo. Đúng không, nó chạy đi rồi, chạy đi rồi, chạy đi rồi. Còn có cái gì phụ phụ mẹ các thầy giùm đi. Ủa xin đi rồi không? Xin lấy bánh đi không? Rồi rồi, ok. Rồi, xin lấy bánh phụ mẹ rồi con. Rồi, em lấy ba bịch. Ba bịch, ok. Rồi. Ba bịch, ba bịch. Có một, ở đây, 10. Em 6 bịch. Sáu ở đây nè. Mấy bịch? 4 bịch. Chị ơi, em đưa chị 200 đi hả, ok. Đứng em coi nè. 3 bịch ạ. Mấy bịch em? 2 bịch. 3 bịch. 3 bịch. 3 bịch. 3 bịch. 6 bịch đi ạ. Rồi, ok em. Ra vô ta. Ok. 4 rồi em ơi. Em ơi, em ơi, em đâu rồi? Em đây em ơi. Rồi chụp hình đi em. Đi cầm đi. Ok. Vậy là mặt trời nha. 4 phần nè. Nó chỉnh dây nó muốn lé mắt. Ok rồi. Cảm ơn em. Hai phần đứng là sao chứ hai gì vậy? Hồi nãy em lên cái đầu nè. Rồi từ em cứ ngồi đó đi, chị chơi mà. Hello mọi người, tất cả mọi người, hình như chú Văn Tiên có đóng phim ma phải không chị? Không, chú Văn Tiên không có đóng phim ma, mà chú Văn Tiên đóng trong ngôi nhà ma. Mọi người đi sở thú này kia nào, mọi người sẽ có một con căn nhà ma, mọi người biết không? Đến đây chú Văn Tiên vô đó, chú Văn Tiên đóng con ma mà không cần quá trang. Nhìn mà đó. Hello. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái vị trí này cũng còn rất là nhiều khán giả cũng như là người hâm mộ, đặc biệt là các bạn đến mua bánh tráng của Đi Bàn Cách Thi, rất là đông các bạn. Giờ thì trời cũng đủ dông rồi, ghế nó vơi đi một phần rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọt, nhưng cái ngọt của nó không có bị gắt. Ngọt heo cua khô hồi xưa á. Được mà. Có xài nha. Không, đừng nói vậy. Nói anh ta đợi xoài giùm em. Đừng dùng từ hết xoài hết. Người ta tự hết thiệt, tại vì không có xoài thì mềm ta. Còn nếu mà mình đợi lâu quá thì bây giờ mình lấy hộp xoài giùm cắt đi. Mình về mình trồng. Khi nào nó mọc ra trái rồi đó, mình bẻ trái mình bào mình ăn ha. Cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Rồi ghế đợi đi, đó nữa bút phòng cho. Qua bệnh cứ lấy chai cho mẹ cây trà đá. Nè Ninh Ninh, đem cái cây trà đá lớn ra cho chị. Không. Lấy cho mẹ hả? Hả? Ừ, kêu xin ly trà đá dùm cho các thi. Mọi người biết không, em làm cực chứ em ăn đồ thằng đồ anh vợ. Ê, nhiều khi á em đi ăn ba cái hủ tiếu mà hủ tiếu gõ hủ tiếu gì không mà không phải là mình không mình học mình keo kiệt đúng không? Bị đau bị sức mấy đây thôi. Mọi người đợi em tí xíu nha. Không, điểm ơi, điểm mới đi giao món này, không có xếp tận nha. Đi giao món rồi xếp và xếp vòng trên nội thành nha. Có trường hợp là hiện bây giờ chưa có cài app bên nào á, thì mọi người cứ điện thoại qua cái đó 0936311 để có người bắt máy rồi mọi người qua tận nơi, mọi người lấy hàng gì mọi người biết là không. Đây cái đây quay sơ sơ chút xíu đi cho mọi người coi nha. Có để đó luôn rồi mang ăn luôn. Còn bán được bao nhiêu vé số rồi? Bán bữa nay ế lắm hả? Còn bao nhiêu chứ? Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm hả? Cô kia này, cô kia chờ mua nè. Tại cô kia kìa. Đó, cô đó nó đang chờ đó. Không. Không mua hả? Đây, Quân còn bao nhiêu vé? Trời ơi, đủ nhổ lòng hoài. 200 tờ. 200 tờ nhiều quá. Tí nữa chung mua. Còn mấy tờ hả? Mấy tờ lấy ra chú coi coi. Chú mua. Ừ, lấy ra coi. Đâu mấy tờ? Ở đây 4, 6, 6, 10 tờ rồi. Ôi trời ơi, 10 tờ luôn hả? Tay bao nhiêu đây mà 10 tờ hả? Nè, lấy đếm là 1 sắp. À đúng rồi, 1 sắp 10 tờ. Rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Ừ, trong hộp là mấy rồi? Không, 2, cái đồng hồi lúc màu, hồi lúc màu. 10 tờ bao nhiêu tiền đó? 10 tờ 100. Giờ chú đưa 200, con thối bao nhiêu? Nó là 100. Đúng rồi, đúng không? Như một tờ 200 con có tiền thối luôn 200. Coi các bạn thấy không? Có nghĩa rằng là 200 con có tiền thối luôn, 200 luôn nha các bạn. Nghĩa là mua 10 tờ giờ nó thối chú 100. Nó thối anh thối khôn qua nó thối 10, nó thối luôn 10 tờ giấy số luôn à. Nè. Đổi lại 200. Chế. Đây mẹ đổi. Trời giỏi không các bạn? Giỏi 2 tờ 100 phải không? Gì vậy? Cắt thi hả? Thì anh Hưng nó kêu kìa. À, tiền bạc với mẹ là sòng phẳng hả? Ủa rõ ràng hả? Ê. À chú lấy tiền lẻ tiền chẵn hả? Chú lấy tiền chẵn đi. Bóp bóp tiền chẵn là tiền nào? Thường thường á tiền 20 cũng chẵn mà. Rồi số 2 là chẵn đúng không? Vậy chú lựa cái nào trái đi. Giờ lựa cái nào? Cái nào chẵn, cái nào chẵn đâu, cái nào chẵn? Cái này chẵn. Cái này chẵn hả? Cái này là chẵn nè, tại sao chẵn? À lộn, cái này lẻ đó con. Cái này 20 là chẵn đúng rồi đó, số 2 là chẵn còn số 1 là lẻ. Con nói đúng đó. Ok, đúng rồi các bạn. Số 2 là chẵn đó. Ừ.